Đang cõng con thì bị ngất, phản ứng của người chồng khiến nhiều người cảm phục. Camera an ninh tại cửa hàng bán thiết bị điện tử, điện thoại di động ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã ghi lại tình huống tai nạn bất ngờ. Theo clip, thời điểm đang giờ trưa, vợ chồng chủ cửa hàng và con trai đang ở phía trong quầy bán hàng. Khi người mẹ ngồi ghế, bé trai đứng trên ghế ở phía sau. Thấy mẹ đứng lên, bé trai ôm cổ mẹ, hai mẹ con cõng nhau đi vào nhà. Khi vừa đi được vài bước đến bậc tam cấp, đang lách qua khe tủ và cửa, thì bỗng người mẹ có dấu hiệu lảo đảo, hai tay đưa lên bám vào thành tủ, nhưng không thể trụ vững. Cả hai mẹ con đã ngã nhào xuống bậc cửa. Hai người đàn ông vội vàng chạy lại, may mắn cháu bé không sao, đã được vị khách bế lên. Cùng lúc người chồng cũng bế vợ ngất xỉu lên tay. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng triệu lượt xem bày tỏ cảm xúc và bình luận băn khoăn thắc mắc nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ việc. Anh chồng đã giải đáp, các cụ gánh giúp gia đình con quá nhiều ạ. May không sao chứ xảy ra vấn đề gì con biết phải làm sao. Biết là mỗi người có một ý kiến riêng, nhưng sự việc là vợ mình bị choáng do thiếu máu. Từ khi sinh cho mình hai đứa con, mọi người ai bị nên cảnh giác nhé. Chỉ với dòng giải thích ngắn gọn cùng với phản ứng tức thì của người chồng đã khiến cộng đồng mạng cảm phục để lại bình luận. Ông chồng đáng đồng tiền bát gạo, nhiều ông chỉ biết ẵm mỗi đứa con xem có bị sao không rồi mới đến vợ. Cách anh đỡ ôm vợ vào lòng thấy hạnh phúc quá, chỉ đơn giản vậy mà nhiều người không làm được mà còn trách móc chửi bới vợ, cũng phận phụ nữ mà lạ quá. Tay bé ôm cổ tác động vào động mạch cảnh khiến máu không lên não, dẫn đến choáng ngất thôi, lần sau đừng cõng như thế. Với người thiếu máu, tốt nhất là sau khi ngồi xuống đứng lên thì đứng từ từ thôi, đừng đứng lên và vận động đột ngột dễ bị ngất lắm. Các chị em nên chú ý nhé, thật may bé trai không bị làm sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.